Hi, xin chào tất cả mọi người quay lại với Cờ Kiền Xem Phim. Ba lý do khiến cho phim 19 cộng của Điên Nữ là Seo Ye Chi đột phá rating ngay tại tập 1. Điên Nữ Seo Ye Chi của Điên Thì Có Sao đã chính thức trở lại với bộ phim trả thù là If với tựa Việt là Thiên Nga Đen hay là Thiên Nga Bóng Đêm vào ngày 1 tháng 6 năm 2022. Bộ phim này có gì hấp dẫn mà rating ngay tập 1 đã có sự đột phá ấn tượng đến như vậy? Hãy cùng Kiền Xem Phim tìm hiểu nhé! Đầu tiên là về nội dung chính của phim If 2022. Lee Ra-eun là một cô gái sinh ra trong một gia đình hoàn mỹ với người cha thông minh và người mẹ xinh đẹp và rất yêu thương lẫn nhau. Nhưng rồi cha mẹ cô đã bị hãm hại khiến Lee Ra-eun bỗng chốc tan cửa nát nhà, mất đi tất cả. Lee Ra-eun thề rằng sẽ trả thù là Kang Yum-kyum, CEO của đế chế kinh doanh là LY Group và là một trong những kẻ cầm đầu âm mưu đã phá hủy gia đình cô. Vũ khí mà Lee Ra-eun lựa chọn là ly hôn. Bằng cách đặt mình vào trung tâm của cuộc chiến pháp lý ly hôn trị giá 1,6 tỷ USD, đáng kinh ngạc, cô hy vọng sẽ đưa Kang Yun-kyum cùng tập đoàn LY sụp đổ một lần và mãi mãi. Nhưng để làm được như vậy, Lee Ra-eun cần phải tham gia vào một cuộc chiến cực kỳ khốc liệt, cả trong phòng xử án lẫn bên ngoài cuộc sống, đe dọa đến cả tính mạng của cô và những người liên quan. Liệu Lee Ra-eun có thể thực hiện được kế hoạch trả thù này của mình hay sẽ thất bại trước những thế lực hùng mạnh của tiền bạc và quyền lực? Đầu tiên là tập 1 của If đạt rating là 3,6%. Theo Nielsen Korea, tập đầu tiên của If công chiếu vào tối ngày 1 tháng 6 năm 2022 đã ngay lập tức thu về rating trung bình toàn quốc là 3,644%. Con số này tương tự với số điểm 3,688 đạt được rating trong tập cuối của bộ phim trước đó là Danh Sách Mua Sắm Của Kẻ Giết Người. Và ngay tập đầu tiên của If đã được xếp hạng 19 cộng bởi xuất hiện cảnh nóng giữa Lee Ra-eun và chồng của cô ấy là Chang Jin-uk. Tuy nhiên, một số khán giả Hàn Quốc đã có phản ứng trái chiều với nội dung tập 1 của If, bởi phân cảnh 19 cộng này lại xảy ra ngay sau buổi biểu diễn tại một sự kiện dành cho gia đình của các học sinh mẫu giáo mới. Một số người khác lại có ý kiến rằng, cảnh nóng của Seo Ye Chi khá là gượng gạo và kỳ quái, thậm chí mang hơi hướng biến thái khi có một người thứ ba nhìn lén bên ngoài. Vậy bộ phim trả thù 19 cộng của Seo Ye Chi có gì hấp dẫn? Dàn diễn viên toàn sao thực lực mạnh mẽ. If tự hào về dàn diễn viên toàn sao, bao gồm Seo Ye Chi, Park Byung Eun, Lee Sang Yeop. Với kỹ năng diễn xuất vững chắc và sức hút không thể thay thế, họ tạo ra sức mạnh tổng hợp bùng nổ cuốn người xem một cốt truyện trả thù cả trên phương diện pháp lý lẫn tình cảm lẫn bạo lực. Seo Ye Chi sẽ đóng vai Lee Ra-eun, một người phụ nữ quyến rũ nguy hiểm ở trung tâm của vụ kiện ly hôn trị giá hàng tỷ đô la. Trong khi đó, Park Byung Eun sẽ vào vai Kang Yun-kyum, CEO của tập đoàn tài phiệt LY. Sau khi trải qua cái chết kinh hoàng của cha cô khi còn nhỏ, Lee Ra-eun đã trưởng thành với quyết tâm hạ gục Kang Yun-kyum, một trong những thủ phạm chính đã phá hủy gia đình cô. Lee Sang-yeop sẽ vào vai Seo Eun-pyung, thành viên trẻ nhất của quốc hội và là một ngôi sao chính trị đang lên, sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ về tình yêu. Kế hoạch trả thù thai nghén 13 năm với đầy plot twist. If xoay quanh chủ đề về trả thù bằng hôn nhân, khiến chúng ta liên tưởng đến thế giới hôn nhân từng gây bão một thời, kết hợp với bối cảnh Chanbon siêu giàu của Hàn Quốc mang hơi hướng của Penthouse, cuộc chiến thượng lưu, hứa hẹn một bộ phim đầy drama và những cao trào kịch tính và plot twist sái cổ. Lee Ra-eun đã dành cả thanh xuân, cụ thể là 13 năm để thiết kế một âm mưu trả thù tỉ mỉ đến từng chấn tơ kẽ tóc, quyết tâm trả thù cả giới tài phiệt, tiêu diệt hết những kẻ đã hãm hại gia đình cô. Cô ấy thậm chí còn thiết lập một mối quan hệ mẹ con giả với cả Chang Moon-hae và có một cái tên khác là Kim Seon-bin, khiến người xem tự hỏi kế hoạch của cô ấy sẽ được thể hiện tốt đến mức nào ở những tập tiếp theo. If sẽ khiến cho người xem phải ngồi xuống ghế, sát sao theo dõi từng diễn biến phim. Và khi những bí mật ẩn giấu trong kế hoạch trả thù tỷ đô của Lee Ra-eun lần lượt để hé lộ, những khúc quanh của cốt truyện sẽ mang đến sự căng thẳng, nghẹt thở và choáng ngợp đến đắm chìm. Kỹ thuật quay phim cực đỉnh. If còn hứa hẹn mê hoặc người xem bằng cách quay phim độc đáo của dàn đạo diễn Park Bong-sup. Cốt truyện được thể hiện một cách quyến rũ vừa căng thẳng khi mô tả quá trình Lee Ra-eun tiếp cận Kang Yun-kyum, khiến anh ta rơi vào sự cám dỗ chết người của cô và sau đó phá hủy cuộc đời anh ta. Nhưng cung bậc cảm xúc biến động của các nhân vật đan xen với nhau với sự trả thù, khát khao tình yêu sẽ được khắc họa bằng cách dàn dựng tinh tế và gợi cảm khiến người xem càng thấm thía. Đạo diễn Park Bong-sup đã chia sẻ, If là một bộ phim có cấu trúc của một câu chuyện phản anh hùng trừng phạt. Trong đó, một người phụ nữ cả đời gục ngã thảm hại trước sức mạnh quyền lực đã lựa chọn trả thù theo cách còn đau đớn hơn cả cái chết. Cuộc trả thù gay cấn và chết chóc sẽ diễn ra một cách ngoan mục, mang đến cho người xem những giây phút thỏa mãn. Xin hãy chờ đợi nó.
Chúng ta hãy cùng theo dõi cuộc trả thù tỷ đô của Sergey Chi trong If Thiên Nga Bóng Đêm vào các tối thứ tư và thứ năm hàng tuần nhé. Nếu mọi người thích video của chúng mình thì hãy like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye!